Bắt đầu từ việc chơi game thì nghiêm túc. Tập 7. Thông báo: khu vị diện từ số 1 của ngài vật trong để hết đứa ốc đã bị minh xà giả nuốt chửng. Đứa ốc cùng với minh xà giả hợp thở khu vực diện từ số 1 của ngài vật trong đỡ cùng mù đã đổi thành minh xà ấu trùng. Minh xà ngươi ui đó là Goku S4. Thông báo: vợ chồng đệ cấp con mồ ở số 1 minh xà ấu trùng đã bị công kích. Vợ chồng đệ cấp ở mồ số 1 minh xà ấu trùng đã bị công kích. Quái vật gì vậy? Toán lực số lượng 27, toán lực số lượng 15, toán lực số lượng 9. Toán lực đến vợ chỗ đất này lại có thể đạt được toán lực ư? Golden. Bay lên rồi. Nhìn dáng vẻ của phân kích của nó kìa. Lẽ nào mục tiêu của quái vật này là thu thập toán lực, sau đó thì tiến đến quan cầu sao? Nguy hiểm tại đây. Thế như sự công kích lúc nãy, nếu như mô xà không hợp thở vì đế ốc, thì với lượng máu 100 kia của đế ốc, thì miếng đất này đã trực tiếp bị phá vỡ giống như là miếng đất khác hay gì. Cùng mày, vừa nãy người dùng đế ốc, nếu không thì chắc ta bây giờ cũng quay về lại thành phố rồi. Cảm ơn nhé. Xem chút nữa để hiểu lầm người rồi. Đừng cảm ơn quá sớm. Dù thực lực của ta ở nơi này cũng bị hạn chế, nhưng mà người mạnh hơn nhiều rồi. Mà bây giờ sau khi trở thành vật chống đỡ của mù, thì trong khu vực riêng tư của người, ta ngoại trừ lượng máu cao hơn một chút ra, thì chẳng phát huy ra được bao nhiêu là thực lực cả. Hả? Ý của người là ta đây không thể dựa vào sức mạnh hách game áo tung cháo một camera của người ư? Cũng không hẳn. Chỉ cần ngươi có đủ toán lực cho ta, thì ta vẫn có thể trong thời gian ngắn phát huy ra 100% thực lực của mình. Vậy nên mấu chốt ở nơi này chính là toán lực. Có được toán lực thì không những có thể giúp chúng ta phát huy hết khả năng chiến đấu, mà còn có thể giúp cho chúng ta thăng cấp đến để tiến đến nơi đó. Ở này đó á, người nói người là muốn đến cái khu vực đồ nát, không phải là muốn đến quan cầu giống như con quái vật kia này ư? Đúng vậy, mục tiêu chính là đó à. Vậy quyền hành có khi nào có được giấu ở đó không? Trên một nơi mục tiêu của ta ở nơi này là đến vợ những miếng đất khác để đạt được toán lực, sau đó thì nâng cấp ở khu vực riêng tự của mình để cho nó đưa đến quan cầu. Còn cái đám người ở bên phía đội trưởng trật tự mới thì sao? Sau khi tiến vào khu vực đồ nát thì chẳng thấy đâu nữa rồi. Còn phải chết ở trong trận càng quét đó rồi khi nãy rồi chưa? Hệ thống thông báo bản đồ đã hết hiệu lực, không thể khởi động. Hệ thống lập nhóm đã hết hiệu lực, không thể khởi động. Tin nhắn nhóm, như khi bừng bừng hội trưởng. À, mọi người ở đâu rồi? Tin nhắn riêng, Hồ Tra Tự. Sở trưởng, anh đón xem tôi gặp ai? Thần Dũng, sở trưởng tị nạn. Là Tra Tử, Hồ Tra Tử là Diệp. Tân Dũng à, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, cậu ta nhờ trạng thái bút mạnh như vậy, vừa hay tôi có thể cắt chiếc cậu ta. Nhiệt khí bừng bừng hội trưởng. À, mọi người đâu rồi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Còn quen mắt hay không? Các cậu đều ở quanh đây chứ? Nghi Tây, sau khi đến nơi này thì hình như là tùy ý phân bố địa điểm. Mấy cái thứ to nhỏ trước mắt tôi đây hình như là ba khu vực khác ở nguyên giới hợp lại. Mà phạm vi rộng lớn như vậy thì xác suất chúng ta gặp nhau là rất thấp. Nhưng mà quyền hành hình như được giấu ở đỉnh, ở bên trong quan cầu. Chúng ta cùng nhau xuất phát đến chỗ đó đi, đến cuối cùng thì chỉ gặp mặt được thôi. Nhiệt khí bừng bừng hội trưởng. Chỉ có thể như vậy thôi. Tình hình trước mắt thì phải dựa vào bản thân rồi. Bây giờ biết được là quan cầu kia, còn biết được thông qua việc thu thập toán lực để tăng cấp lãnh thổ của mình, như vậy thì liền có thể đưa mình tiến về phía trước. Nhưng mà với tình lực của mình bây giờ, nên làm sao thì mới phá vỡ được biên đất này để dành toán lực chứ? Dùng vũ khí y bắn xả, đứng ở khu vực riêng tư của mình bắn ra ngoài, đây không thể nào đâu nhỉ. Nếu mà như có thể như vậy thì bên trong số 1 có bình xà bảo vệ, bên ngoài có kỹ năng tăng sát thương gia cấu
đúng là trạng thái chúc phúc trailer kill. Như vậy thì cho dù thực lực của mình bị áp chế bằng 1%, cũng có thể vượt qua được khu vực đổ nát rồi. Thưa chim sao? Nếu như có thể thành công, vậy thì không cần phải mạo hiểm ra ngoài khu vực riêng đỡ lấy toán lực nữa rồi. Như vậy mình sẽ an toàn hơn nhiều. Minh Sà, sự chuyển động của khu vực riêng từ đâu phụ thuộc vào người sao? Đúng vậy. Giúp ta dịch chuyển một chút chỗ không có mấy cái miếng đá đất phá hoại ấy. Thổ lũ Liver 80 sinh vật siêu nguy hiểm. Giờ trong đội của mồi là hạt nhân của khu vực riêng từ. Chỉ còn đánh bại nó là có thể phá vỡ được phòng ngự riêng từ rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Giờ cấu kỹ năng của tôi không làm nguội. Chúc phúc. X3. Thông báo cường hóa của ngài đã đạt tới giới hạn trong đĩa của số 1. Nhanh như vậy đã tới giới hạn rồi. Lượng nhóc thu tính 816, phòng ngự 683, sức cản 48, năng lượng 100, thể chất 100, tốc độ trí lực nhận biết 100, lượng máu 6k, thiết lực 700. Mới có 100 điểm toàn thuộc tính à? Nhưng mà chắc là đủ đấy. Đi ốc. Trong một khu vực riêng từ của đối phương là một mầm cây nhỏ, lực công kích của mình chắc là đều được phá hủy nó. Kỳ ra thì trong tất cả các thuộc tính chỉ có tỷ lệ trọng thương trong lượng quyền thuộc tính là không bị khống chế khu vực bên ngoài áp chế. Tỷ lệ càng cao thì đối với thực lực cung cấp đủ sẽ càng mạnh. Nổ. Ủy thông báo ngài đã phá hủy sinh vật trong đỡ của khu vực riêng từ. Tàu lộ số 446 khu vực riêng từ. Tàu lộ số 446 đã bị phá hủy. Tàu lũ 46 tử vong. Mới đồ chú ý của anh Chiêu đối với ngài còn một. Giá trị thù hận của anh Chiêu đối với ngài còn một. Thật sự được rồi đấy nhỉ. Một mình sao? Chúng ta đi thu thập toán lực đi nào. Được, toán lực còn bảy. Không phải đúng. Không có cách nào để di chuyển sang. Ở đây có một khối sức mạnh nào đấy. Có lẽ là để kìm hãm toán lực. Từ đó không chỉ kìm hãm toán lực, cũng có thể ngăn cản sự di chuyển tiến vào khu vực riêng tư. Vậy cho nên mình định phải dựa vào việc ra khỏi khu vực riêng tư này để giành lấy toán lực rồi. Toán lực 7. Dưới sự áp chế của khu vực bên ngoài, nếu như mình rời khỏi số 1, thời gian chúc phúc chỉ còn lại tiếp tục trong 3 giây. Thì chúc phúc một lần nữa. Sau khi thiết lập lại chúc phúc thêm lần nữa, sẽ có thể kéo dài tầm 9 giây. Cùng mày, mình có quyền hạn toán lực 100% một của số 1. Ở trong đây, tuy rằng có số một lần có thể chỉ gia cấu một quy tắc, nhưng mà sau khi gia cấu kết thúc, làm nguội cũng chỉ lập tức kết thúc. Điều này khiến cho trạng thái của mình, dù có tồi tệ đến đâu, thì cũng chỉ cần quay lại đây là sẽ có thể hồi phục. Toán lực cộng 7. Thông báo, bởi vì rời khỏi mộ của bảo vệ số 1, thực lực trước mắt bị áp chế 3,2%. Kỹ năng gia cấu của ngài bắt đầu làm nguội vô thời hạn. Tiến vào khu vực bên ngoài là từ dưới này lên. Vậy nếu như muốn rời khỏi thì có phải là nhảy xuống là được rồi không? Còn nữa anh Chiều của thổ lũ 46 hồi nãy giết được đưa ra là chuyện gì thế? Là thủ lĩnh của khu vực này à? Không phải là một con quái vật cùng đi vào với con Tinh Tinh lúc này đi chứ? Mình phải chú ý một chút mà được. Tổng báo đã thu thập được 7 toán lực. Toán lực nguồn gốc tạo nên vàng vật. Tiêu hào toán lực có thể tạo nên bất kỳ một sự vật nào. Kỹ năng gia cấu đã làm người hoàn tất. Gia cấu là có thể sử dụng rồi. Chỉ còn có toán lực là có thể sử dụng được gia cấu bất cứ nơi nào sao? Toán lực sau 60 phút sẽ bị mất. Dưới lòng màu chống sử dụng hoặc là chiến vào vật chống đỡ của mồ ở trong khu vực riêng tư của ngài. Toán lực đã chuyển vào hoặc chống đỡ thành công. Phương hướng tăng cấp khu vực riêng tư đã kích hoạt. Số 1. Toán lực 8. Toán lực còn lại 8. Một thăng cấp minh xạo thể. Hiện tại level 1. Nâng cao mồ chống lợi lực áp chế của khu vực bên ngoài. Toán lực có 10. 2 là tăng cấp phẩm cấp số 1. Phẩm cấp hiện tại là nhất phẩm. Lại có thể khiến cho một số 1 từ khu vực bên ngoài tăng sang khu vực ở bên ngoài tầng 2. Có thể nâng cấp sức mạnh của các vật ở trong số 1. Toán lực còn có 1.000, mà minh xạo thể còn level 10. Phương hướng nâng cấp cũng rất rõ ràng rồi. Tiếp theo đây chính là phải thu thập toán lực, sau đó thì nâng cấp minh xạo và số 1. Cố lên.
Thổ lũ đã tự vùng. Mức độ chú ý của anh Triệu còn một giá trị tự vùng của anh Triệu đối với ngài còn một. Thổ lũ 213 tự vùng. Anh Triệu còn một chú ý. Tự vùng anh Triệu còn một. Thổ lũ 175 tự vùng. Anh Triệu với ngài còn một giá trị tự vùng với ngài còn một. Mức độ chú ý của anh Triệu đối với ngài cộng 51. Giá trị tự vùng của anh Triệu đối với ngài cộng 51. Anh Chiêu ly vào 90, thu lĩnh quái vật cấp tai họa. Thông báo số 765 tứ vùng. Chú ý còn 1, thu hận còn 1. Thông báo thu lũ 278 tứ vùng. Chú ý còn 1, thu hận còn 1. Thu lũ 498 tứ vùng. Chú ý còn 1, thu hận còn 1. Mức độ chú ý với anh Chiêu quái đối với ngài là 70. Thu hận là 70. Với vật ở khu vực này chỉ có thể là có một loại tên là thổ lũ thôi sao? Hơn nữa, mỗi lần giết một con thì mức độ chú ý của giá trị thù hận của một sinh vật Oliver, không biết là nợ tên là anh Triệu đối với mình lại tăng lên. Cũng không biết là mình giết được bao nhiêu con thổ lũ nó mới xuất hiện ở đây. Trong thời gian ngắn cũng không thể rời khỏi đây được. Phải bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết nó thôi. Tiêu hào 10 điểm toán lực, mình xào thể tăng lên level 2. Sức chống đỡ chế từ khu vực bên ngoài của môi trường tăng 1%. Tiêu hào 20 điểm toán lực, minh xào thể tăng level 3, áp chế từ bên ngoài tăng 1%. Tiêu hào 30 điểm toán lực, minh xà tăng lên level 4, chống đỡ bên trộn môi trường bên ngoài tăng 1%. Tiêu hào 40 điểm toán lực, tăng lên level 5, sự chống đỡ áp chế từ khu vực bên ngoài tăng 1%. Tiêu hào 50 điểm toán lực, ấu xà tăng lên level 6, sức chống đỡ bên ngoài lại tăng 1%. Số 1, lực áp chế của khu vực bên ngoài đã yếu đi 15%. Toán lực đã tích lũy 180, hiện tại còn 30. Người Tây đã chia sẻ cho mọi người một tình báo. Sau khi hai khu vực riêng tư va vào nhau, thì mới sẽ tạm thời dung hợp với nhau. Thời hạn gia cấu sẽ hết, mà sức chống đỡ tạm mà lực áp chế từ bên ngoài sẽ mạnh hơn. Cụ thể phải xem mức độ cường hóa và chống đỡ của môi trường của hai bên. Khu vực bên ngoài có thể thẳng thắn vào lồ một lần được không vậy? Ta đưa người ra khỏi mật cảnh. Sau khi ra ngoài thì ngươi lại muốn vào trong đây. Sau khi vào đây thì ngươi lại nói là muốn đến quan cầu. Sao lại là muốn đi vậy? Mục đích của người rốt cuộc là cái gì? Được thôi, mục đích của ta chính là dẫn dụ người đến đây. Dẫn dụ người đến tiến đến trung tâm xử lý dữ liệu, chính là quan cầu phía trên đỉnh đầu của chúng ta. Trung tâm dữ liệu, mã hóa dữ liệu. Đây lẽ nào là quyền hành hội trưởng trật tự mới nói sao? Sao ngươi lại biết mấy cái này? Lúc trước thì ngươi còn phải là vùng vẫn luôn ở trong mặt cảnh yêu. Lời của ta ngươi có thể lựa chọn không tin, nhưng mà ta biết mục tiêu của ngươi cũng là đó. Về việc tiến đến trung tâm xử lý dữ liệu thì ta sẽ dốc hết toàn lực để giúp ngươi. Ngươi biết thế giới hiện thực không? Hả? Ngươi nói cái gì? Ý của ta là ngươi có biết đây là thế giới trong game không? Từ biên từ diễn hả? Không có âm thanh. Sao thế? Không nghe thấy à? Lời nghiên cứu tự động giấu đi mấy cái đoạn đối thoại kiểu này sao? Không có gì đâu. Ngươi nói là ngươi muốn toàn lực giúp ta. Vậy thì có sinh vật cấp cao tới rồi. Con đang hướng tới chỗ chúng ta nữa đi chứ? Lành chiếu. Cả chặng đường chúng ta vì toán lực mà kích sát thủ lĩnh của quái vật tội lũ. Chúng ta còn đang đoán chừng là dưới thờ mấy con nữa thì nó mới đến tìm chúng ta đi. Thật không ngờ là trực tiếp đến luôn rồi. Ngươi đã nghĩ ra cách để đối phó với nó chưa? Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta không biết thực lực của nó như thế nào. Ta thực sự có thể tin tưởng người sau. Nói thật nhé, tuy người vẫn luôn giúp ta, nhưng mà sau khi trải qua vài chuyện, trong lòng ta lại có một cảm giác người không thể để cho ta tin tưởng. Người đang che giấu vài thứ gì đấy. Tuy lúc này giải thích rất hợp lý, nhưng mà hợp lý do có nghĩa là đáng tin. Nhưng mấy cái lời Loris đã lừa người, ta cũng biết. Nhưng mà bây giờ đã không còn cách nào khác đây rồi. Đối đầu với con quái vật cấp thủ lĩnh này, ta muốn thắng chỉ có thể tin tưởng người thôi. Ta có thể tin tưởng người chứ? Tổng báo số 1 và làm viện vo vào nhau đang dung hợp.
Thông báo số 1 và làm viện đang hoàn tất dung hợp. Lực áp chế từ khu vực bên ngoài yếu đi 30%. Với sức mạnh và lượng máu hiện tại của ta, thì cơ hội của người chắc sẽ để ta ngăn cản hắn. Sau đó ngươi tìm cơ hội tiến vào khu vực riêng tư của hắn, phá vỡ đế ốc, đúng chưa? Hơn nữa điều ngươi đang lo sợ, có lẽ là sợ ta không ngăn cản nổi hắn, bỏ người chạy trước nhỉ? Ngươi yên tâm đi, từ lúc ta lựa chọn trở thành vật chống đỡ của môi giới ở vùng đất riêng tư của người, thì đã quyết tâm đứng ở trên cùng một chiến tiền với người rồi. Người phải tin tưởng ta. Vậy như cá vào người đấy. Thông báo, vợ chống đỡ mù của một số minh xạo thể đã bị công kích, lượng máu trừ đi 7.340. Thông báo, vợ chống đỡ mù của số 1 minh xạo thể đã bị công kích, lượng máu trừ 4.720, lượng máu trừ 4.940. Minh xạo, bây giờ không phải không thể đối phó nổi với anh Chiêu nữa rồi. Trước khi lượng máu của Minh Sà tiêu hao hết thì về màu sống tìm được đế ốc, sau đó thì hủy nó. Minh Sà thể vợ chống đỡ mù số 1 lượng máu quá số, nếu như không thì con đường tiến vào khu vực đồ nát của mình sẽ quay trở lại mất thôi. Thông báo, vợ chống đỡ mù của số 1 Minh Sà thể đã bị công kích, lượng máu trừ 5.340, lượng máu trừ 7.628, lượng máu trừ 6.593. Lượng máu của Môn Xà giảm nhanh quá, phải nhanh lên thôi. Lượt cái đi sao? Huy to vậy. Đến cả một thú về mai phục phong ngự cũng không có. Chị nói, anh Diêu à, sao lại dám mở kệ đi ốc tự mình nghiền chiến chưa? Đế ốc làm việc level 30, lượng máu 46.500. Chú ý, đế ốc này đã nhận được chúc phúc của Bách Hoa Chi Thần, gắn liền với sinh mệnh của anh Chiêu. Trước khi anh Chiêu tử vong thì viên lâm đế ốc không thể bị phá vỡ. Cái gì? Không thể phá vỡ sao? Chờ chắc anh Chiêu lại tự mình xâm nhập vào, vậy sao mà đến đây? Tạm bảo và chấm đợi mù của một số minh xào thể đã bị công kích, lượng máu trừ 6.540, trừ 6.723. Tổng bảo, viện làm miễn dịch với sát thương của ngài, viện làm viễn tịch với sát dương của ngài, hít bốn. Tổng bảo, viện làm miễn dịch với sát thương của ngài, thật sự không có cách nào phá vỡ. Có thể nào đây chỉ là vỏ bọc để ốc thật sự giấu bên trong? Nhưng mà nhìn từ bên ngoài thì cũng không có bất kỳ một lối đi nào có thể vào bên trong cả. Chứ dù là cái cây này có là gì ra đi nữa, thì không phá vỡ được cái kệ này thì mãi mãi cũng không thể nào giải quyết được đế ốc của anh Chiêu. À, như ca đâu, có kỹ năng phân tán thì tốt rồi. Minh Xà, xem ra chỉ còn cách đối diện trực diện mà thôi. Nhưng mà không thể do dự nữa. Nếu như mà đi là con đường duy nhất lúc này, việc mình có thể làm chính là bước lên con đường của nó. Chứ dù là cuối cùng có thất bại thì mình cũng không có gì hối tiếc nữa rồi. Ây da, nói thì nói như vậy, nhưng mà đối đầu với anh Triệu thì chắc chắn là một chiều thôi. Mình cũng chết rồi. Sao nào, muốn bỏ cuộc rồi? Ai đó? Hồ Trá Tử của Sơ Tì Nàng. Cái tên có phân tán đó hả? Khi nào phân tán, cô hắn có tự phá được cây cây địa ốc này không? Vật chống đỡ mù của số 1 Minh Sở Âu Thể đã bị công kích, trừ 7.340 máu, trừ 5.628 máu, trừ 5.593 máu. Minh Sở lượng máu còn 1/3. Lượng máu của Minh Sở càng ngày càng ít đi rồi, cũng không biết là có thể cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng mà lúc như thế này thì càng không thể vội. Nếu như kỹ năng phân tán của hắn từ sự có thể phá vừa được đế ốc này, mình phải lợi dụng hắn cho tốt mới được. Nếu như cậu vẫn luôn núp ở trong đó, chắc là nhìn thấy rồi nhỉ. Tôi đang chuẩn bị đi đối đầu với quái vật thu lính ở nơi này, mà lựa chọn tốt nhất với cậu trong lúc này chỉ làm lưu ông đắc lợi nhỉ. Vậy mời cậu lên ra đi. Nghĩ đến sự hiểu biết giữa hai chúng ta cùng với tình hình chúng ta lúc này
thì không phải là kỹ năng phân tán của cậu bởi vì thuộc tính không đạt chuẩn. Cho nên muốn tiền tổ hợp tại đây chứ. Mà cậu lại ngăn cản tôi, không chỉ là vì sợ tôi đến lúc đó không đối phó được với anh Chiêu, mà còn sợ mình không thể phá nổi cái vỏ bọc của cái cây này. Nếu như không có sự giúp đỡ của tôi nên mới quay lại, dẫn tới việc cậu không thể nào giải quyết được anh Chiêu. Nếu như thực sự như vậy thì tôi đồng ý với cậu tăng thuộc tính của cậu để phá vỡ vỏ bọc của cái cây này. Cậu ta phản ứng như vậy xem ra đúng rồi. Tuy hắn đoán không sai, nhưng mà đáp ứng mình trực tiếp như vậy, lẽ nào không sợ mình đối phó ngược lại với hắn ư? Chết là có ác chiêu bài gì đó rồi. Ác chiêu bài ư? Vậy thì chắc chắn mạnh hơn bất cứ ai rồi. Cậu nói đúng lắm. Vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. Được. Vào trong đội mộ của số 1, mình đấu thể đã bị công kích trừ 5.430 máu, trừ 6.268 máu, trừ 6.323 máu. Không được vội, không được vội. Càng lên lúc nhân thức này thì phải thật là bình tĩnh. Đáp ứng cũng liệu qua đi, không giết trò gì đi chứ. Mình không thể để cho hắn đứng gần quá. À dừng lại, vũ khí của cậu chắc là đào nhỉ? Khoảng cách phóng ra chắc là tầm 3 mét nhỉ? Đi rồi dừng lại đó đi. Trong này thuộc tính của người trời cao nhất chỉ có thể đạt tới 100. Tôi giúp cậu làm đi. Hồ tra tử có thể thêm bao nhiêu thì thêm bấy nhiêu. Được. Chúc phúc. Ui, cảm giác này sảng khoái từ đi. Cậu có thể tăng tốc độ lên một chút không? Ở đây chúc phúc của tôi chỉ có thể kéo dài trong 30 giây mà thôi. Đồ ngu, tuy tiện cường hóa cho người ta như vậy cũng đúng. Dù gì thì cũng còn trẻ, không biết lòng giả con người nếu đã như vậy thì đối tôi có được tấm chắn nơi cái cây này rồi sẽ dạy cho cậu một chút, cho cậu một giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ giải quyết người trời đã. Thông báo, đang trong quá trình thu tính trí lực không đủ phân tán tới 7. Toàn thu tính đã tới giới hạn level phân tán tăng 1. Phân tán đông trong quá trình xử lý, phân tán thành công. Chúc phúc của Bách Hòa Chi Thần đã phân tán. Thành công rồi. Lời tiếng gầm thế của anh Chiều. Minh Xà, phải mau chóng giải quyết đứa ốc anh Chiều thôi. Minh Xà sắp không chịu nổi rồi. Nhìn đi đâu đấy, anh bà nhỏ phân tán là chết đi. Đặt lại chung phúc. Thế lúc nãy mình chém trúng là tàn ảnh ư? Cho dù hắn cũng đang tăng toàn lực thuộc tính cho mình, nhưng mà cũng đạt tới giới hạn như nhau mà. Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới như vậy? Cậu cũng vội vàng quá rồi đấy. Thì ra đây chính là ác chiêu bài của cậu. Tỷ lệ thuộc tính của cậu nhiều hơn tôi ít nhất là cậu 1. Lời thơm phá quần, tôi sử dụng bà nãy, trong thời gian ngắn không thể sử dụng được nữa. Vậy cho nên trực tiếp nhận thua đi. Cậu có ác chiêu bài, chẳng lẽ tôi không có ư? Cấm ký. Cấm ký là ngăn chặn mục tiêu sử dụng bất kỳ một loại vũ khí nào trong vòng 1 phút. Thông báo, số lượng hình vũ khí của ngài tạm thời không thể sử dụng. 7. Tất cả các loại đao đều vô hiệu. Nhưng mình dùng đao ư? Cô tưởng tôi đi là đối phó với cậu mà còn phải dựa vào phá quần ư? Đây mới là chiêu bài của ông đấy. Sau khi tạm ngăn cậu sử dụng vũ khí phù hợp thì tôi xem cậu dựa vào cái gì để dùng kỹ năng sức mạnh đây. Không có kỹ năng sức mạnh thì cậu cũng chỉ giống như người chơi bình thường khác mà thôi. Ác chiêu bài của cậu lại là cái này sao? Nếu như là tôi thì người chơi bình thường có được kỹ năng sức mạnh. Đúng là thật sự không làm gì được với kỹ năng của cậu. Đừng có cố làm ra vẻ lý ra cái cây súng ngắn đó là muốn đối phó với tụi ư. Nhưng mà tuyệt quá, tôi không phải. Cậu bắt trúng tôi trước đi rồi hỉ. Hồ tra tử về mò. Hơn nữa với tốc độ này của cậu thì cho dù vũ khí của tôi bị cậu ngăn cản lại thì cậu cũng không đánh trúng được tôi đâu. Tôi một chút thời gian đã giết được cậu rồi. Cũng chẳng biết là cậu lấy đâu ra cái sự tự tin ở đâu ra nữa. Ngài đã giết chết người trời hồ tra tử. Kiểm tra hồ tra tử có được 5% quyền hạn toán. Lực mô phỏng nghiền giới đã khấu trừ. Quyền hạn toán của môn nghiền giới tăng lên 16%. Thông báo, giờ trong đội mộ của số 1, Minh Sạo thể đã bị công kích. Lượng máu trừ 5.730, lượng máu trừ 7.260, lượng máu trừ 2.323.
Không thể đợi được nữa rồi, phải mau chóng vào video của anh Chiều thôi. Nếu không thì mình sợ sẽ tiêu mất. Chồng bà đi, còn cá nữa thì ta sắp không chịu nổi nữa rồi đấy. Thông báo, viên lâm đại ốc đã bị phá vỡ toán lực của ngài đã được 1567. Vui lòng nhanh chóng sử dụng hoa đa cốc vào vật chống đỡ. Thông báo, ngài đã lấy được toán lực của viên lâm đại ốc. Ngài đã bị bách hoa chi thần khóa chặt, thù hận của tất cả quái vật đi theo. Bách hoa chi thần, danh y họa cho ngài, cộng thêm 100. Cứ khổ cho ngươi rồi, chống đỡ lâu như vậy. Không có gì, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà. Lần này chúng ta đã điều tổng cộng là hơn 1.500 điểm toán lực. Ngươi định dùng như thế nào? Trước tiên thì có đưa người lên level 10, sau đó thì nâng cấp đến khu vực này. Không cần rồi, chúng ta giải quyết tổ lũ ở khu vực này trước, thu thập thêm một chút toán lực, rồi tiến đến tầng 1 của khu vực bên ngoài. Lời như vậy thì rất an toàn, nhưng mà tốn thời gian quá. Nhưng mà chúng ta thăng cấp mảnh đất này thì sẽ trực tiếp nâng cao đến quan cầu mà. Nghĩ nhiều rồi. Ngươi từ đây nhìn vào phía quan cầu, mấy cái mảnh đất vỡ này phân thành ít nhất là 5 tầng. Tăng lên một cấp thì nhiều nhất chỉ là được có 1 tầng. Có phải là phải thăng lên 4 lần? Nhưng mà ngươi không phải là biết bay sao? Mang ta bay lên đó là được mà. Mà đi, có màn trắng hơn nữa ta cũng phải hình dạng nhỏ như thế này thì mới có thể bay được. Nghe ngơi một chút đi, sau đó thì bắt đầu thu thập toán lực ở đây. Một bên khác, Hồ Trà Tử đang ở trên một mảnh đất vỡ. Mình chưa chết rồi. Toán lực giảm 52, giảm tận 60% sao? Lẽ nào chỉ còn có toán lực là có thể miền chết, sống lại ở khu vực riêng tư của mình sao? 60% là vì level của mình là 60 à? Hay tỷ lệ tiêu hao của mình đã đạt tới giới hạn là bao nhiêu vậy? Nếu như mình lại chết thêm một lần nữa, có đỡ hồi sinh được không? Về qua một bên trời đã, phải báo cáo tin tức này với sở trưởng mới được. Tin nhắn riêng Hồ Trà Tử. Sở trưởng à, tôi chết rồi. Nhưng mà ngài yên tâm, tôi đã hồi sinh trong khu vực riêng tư của mình, nhưng mà bị mất đi 60% toán lực. Thần Dũng, sở tị nạn, tình hình cụ thể thế nào? Hồ Trà Tử, tôi đã gặp dịp và tôi với hắn vào đấu. Thần Dũng, đã báo cậu cẩn thận rồi mà. Hồ Trà Tử, tôi đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng mà tên dịp kia quá mạnh. Thần Dũng, cơ chỉ tiếp cận đấu với cậu và dịp tôi nghe xem. Vừa hết bọn tôi cũng muốn hiểu rõ công diễn của cậu ta một chút. Hồ Trà Tử, là thế này. Đi ra, tôi muốn khóc rồi đấy, sở trưởng à. Huy hiệu ngăn cản mục tiêu sử dụng của tôi bị dịp lấy đi mất rồi. Thông báo, tiêu hao 60 điểm toán lực, mới giàu thể tăng lên cấp 7. Chống đỡ của mộ đối với lực áp chế của khu vực bên ngoài tăng 1%. Tiêu hao 70 điểm toán lực, mới xà tăng level 8. Chống đỡ áp lực tăng 1%, tiêu hao 80 điểm toán lực, minh xạ thần lực 9, chống đỡ toán lực tăng 1%, tăng tiêu hao 90 điểm toán lực, mi xạ tăng lên level 10, chỉ chống đỡ bên ngoài tăng 1%. Minh xạ đã phát triển thành minh xạ trưởng thành level 10, lực áp chế của yếu, khu vực bên ngoài yếu đi 20%, toán lực đã được tới 1.747, toán lực còn lại 1.297. Thông báo, toán lực ngài đã lấy được 84321. Toán lực của ngài đã tích lũy được 2.000 điểm, đạt được giới hạn toán lực có thể đạt được ở tầng 1. Vui lòng nhanh chóng nâng khu vực riêng lên tầng 2 khu vực bên ngoài. Ở đây còn có giới hạn hay sao? Vậy là anh chỉ thăng cấp số 1 trước, tiến lên khu vực 1, khu vực bên ngoài mới được. Nếu là vậy thì đi thôi. Tiêu hào 1.000 điểm toán lực số 1, thăng cấp lên cấp 2 đã tăng đến giới hạn sức mạnh chống đỡ của người chơi. Cường độ có mồ tàn lên, lực áp chế của khu vực bên ngoài yếu đi 5%. Level của minh xà trưởng thành giới hiệu giới hạn tăng lên level 20. Công năng kiến tạo số 1 đã khởi động. Toán lực đang có 520, toán lực đã tích lũy 2.000. Có một số đã tiến vào tầng 2 khu vực bên ngoài. Các thành viên liên quan đến số 1 vui lòng quay về số 1 vận chuyển, nếu không sẽ hủy bỏ thân phận liên quan tới số 1. Minh xà trưởng thành còn 100, toán lực đạt level 11, số 1 còn 2.000, để thăng lên cấp 3. Minh xà mỗi lần tăng lên 1 level còn thêm 10 điểm toán lực, mà tăng cấp số 1 lại còn gấp đôi. Nếu là như vậy thì điểm toán lực còn tất cả thì phải vận hơn mấy vạn lần. Nếu như mà giống như tầng 1,
thì khu vực bên ngoài phá vỡ khu vực điện tử chỉ có mấy điểm tốn lực thôi, thiếu nhiều tốn lực quá rồi. Không biết là tầng 2 bên ngoài có cách nào nhanh chóng nâng được cao đưa điểm tốn lực hay không nữa. Bên ngoài khu vực tầng 2 thông báo người đã đến tới tầng 2 bên ngoài khu vực Khâm Nguyên. Giá trị thù hận của Khâm Nguyên Vương là 100. Khi người tiến vào phạm vi thù hận của Khâm Nguyên Hương, người đã trở thành mục tiêu của Khâm Nguyên Hương. Sao mới có chút xíu mà đã 100 rồi? Thủ lĩnh này là thuộc hạ của Bách Hòa Chi Thần à? Phải đổi bản đồ mới được. Đối với thủ lĩnh, quái vật này quá nguy hiểm rồi. Hả? Đó là sinh vật gì vậy? Quy khư. Sinh vật chuyên ăn khu vực riêng, lại có mùi không mạnh, hành động ở bên trường mù. Chuyên ăn khu vực điện tử à? Mấy thứ di chuyển với tốc độ như bầy trong xương kia đều là nó sao? Số lượng này chắc chắn là 10 con rồi nhỉ? Vậy chẳng phải ra ngoài liền bị công kích đi sao? Làm sao mà có thể thi thu thập được toán lực quy nó được đi? Độ khó của tầng hại khu vực bên ngoài sao lại nâng cao nhiều tới như vậy chứ? Hơn nữa nơi này cũng thật là kỳ quái. Một mảnh đất liền có vật chống đỡ mù cũng không có, đều bị quy khư ăn rồi sao? Vốn tưởng rằng tầng hại chỉ dễ dàng lấy được toán lực hơn chứ, ai ngờ lại khó tới như vậy. Không biết là do mấy cái vực này hay là do tầng 2 đều là như vậy. Khu vực tập hợp Khâm Nguyên có chuyện gì? Cho dù có di chuyển thế nào thì cũng đều không thể nào mở ra khu vực này. Hơn nữa khu vực này chỉ có một nơi có vật chống đỡ mà thôi. Hay là lĩnh địa của Khâm Nguyên ngưỡng? Lĩnh địa này là giống với hợp thành từ rất nhiều mảnh đất vỡ khác. Người biết trường hợp này hay không? Bên xà, có người tới. Bà tù 6 ly và sau 10 tôi có mùi hậu hồ viên. Xem ra, ngươi cũng gặp khó khăn ở đây. Hợp ta nhé, hình như chỉ có thể giải quyết xong cái vùng đất này, chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Mà chỉ dựa vào chính mình tôi cảm thấy chúng ta đều không thể làm được cái gì. Thì nhổm, thường dũng. Người tôi mang đến đã chết rồi, chết trong tài diệp. Thường vận. Một tờ ở khu vực điện tử lớn như vậy, hai người họ có thể gặp nhau thật đúng là có duyên mà. Duyên định, nói chi tiết một chút đi. Trước mắt chúng ta đã biết được năng lực của Diệp, chỉ có nâng cao tồn thừa tính thì có tin tức chi tiết nào hơn không? Tên Dũng, công lực của Diệp sử dụng hình như là hạn chế vũ khí, mà tường vọng không thế nào. Mà sao như vậy được chứ? Viên Đình, tôi đề nghị lần sau bất cứ trong chúng ta ai gặp Diệp thì phải lập tức thông báo cho tất cả mọi người, đồng thời là chìm toàn bộ quá trình để ở tiện cho mọi người hiểu rõ về năng lực của cậu ta. Viên Đình, không được giải quyết thì chúng ta không thể nào vượt mặt được. Tường Vân, không thành vấn đề, tôi cũng không ý kiến. Bà tù 6 viên trưởng, tôi đã gặp Diệp rồi. Phát trực tiếp đi. Đã phát trực tiếp. Viên Đình tham gia vào team hóng hức, Thuân Dũng tham gia vào team hóng hức. Tường Vân, Lương Tinh Tinh, Vô Hồ Trà thêm vào team hóng hức. Dâm Cầm, Thành Niên, chưa kịp gáy nữa, còn chưa kịp mở lại chìm. Thông báo, ngài đã giết chết người chơi bà thủ 6. Xem xét, bà thủ 6 có 5% quyền hạn toán lực, môi giới nguyên giới đã trừ. Tôi là ngài quá. Nếu như trong chuyện này đã có nhận định là các ngươi là kỳ địch, vậy thì tại đây, đối với vị tập hợp, hợp tác với các người thì cũng, ta cũng không còn thủ. Chết ngay và luôn. Bảo chủ, bây giờ vùng đất điện tử của bà thủ 6 vẫn còn lớp mô bảo hộ à? Nếu như mà mình nhảy và qua đó để lấy Bảo Châu thì chắc hẳn sẽ không thu hút sự chú ý của lũ quy khư đâu. Sau đó lại phá vỡ được ốc của hắn, lấy được toán lực lập tức quay trở về. Cũng không biết là có thể lấy được toán lực không. Nếu như có thể lấy được thì bao nhiêu? Kỹ năng bắn súng từ này ra xa, khẩu súng lục. Cho nên một vũ khí phù hợp với người là súng lục. Cũng qua biên thái rồi đấy. Chưa chết rồi. Không đúng, ngay cả hệ thống Meta cũng đã thông báo hắn chết rồi mà. Hơn nữa còn nổ thành viên Bảo Châu nữa. Hắn hồi sinh rồi. Hơn nữa là lời hồi sinh mà không phải chịu hình phạt nào. Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chết ở trong vùng tan vỡ thì sẽ có thể hồi sinh trong vùng đất điện tử của mình nữa? Minh Sà, tôi còn có lời giải thích về chuyện này. Ở trong vùng đất thuộc biên giới bên ngoài chết đi sẽ được hồi sinh tại vùng đất điện tử của người đó. Mỗi một lần hồi sinh sẽ dựa theo lý vợ để trừ đi 1-100% toán lực.
Có điều giới hạn tôi thiểu là bị trừ đi lên trên 100 toán lực. Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới nói cho ta bị hả? Tôi cũng nào có cơ hội để nói cho chứ. Toán lực mà cậu để chỗ tôi vượt xa 100 rồi. Tới nữa cậu cũng đâu có chết. Trước tiên thì không nói chuyện này nữa. Để chút nữa giải quyết xong hắn rồi chúng ta lại nói tiếp. Trang bị cũng lát đồng hồ. Bây giờ thì giải quyết địa ốc của hắn đi. Ta không tin, ngươi có thể sống tiếp. Nếu như ngươi đã lựa chọn không hợp tác, vậy thì chúng ta chỉ có thể đối đầu với nhau thôi. Chỉ điều ta ở nơi này vào chiến với ngươi, rõ ràng là ta bị thiệt. Nếu đã như vậy thì chúng ta gặp lại ở trong vùng đấu tụ hợp không nguyên. Hắn sử dụng câu trúc đoạn đi vùng đất riêng tư rồi. Không có khu tán ở trong tay thì chúng ta đối phó với thủ đoạn của anh Triệu cũng sẽ không thuận lợi. Sẽ phải đồng mặt vua Khâm Nguyên. Trên tình hình này mình có từ chỗ hợp tác, có phải là không được khôn ngoan lắm không? Mục đích của sự hợp tác lần này là 1+1=2. Điều này chứng tỏ rõ điểm không thể hợp tác vì hắn. Vậy cậu đã nghĩ ra được cách làm thế nào đối phó với hắn và vua Khâm Nguyên chưa? Bây giờ chờ tin tức báo, ta biết được rất ít, tuy gờ mỹ thôi. Trước tiên thì ngươi cứ đưa ta đi vào vùng đất tụ hợp Khâm Nguyên đi đã. Ta sẽ ở vùng vây bên ngoài đi vào một chút, có nguy hiểm thì ta lập tức nhảy ra ngoài, nhớ phải bắt lý ta đấy. Thực quá. Tin nhắn riêng, Bạch Thụ 6, viên trưởng. Tôi không thể nuốt trôi cái cục tức này được mà. Tôi có thể trực tiếp tự khởi dịp không? Viên trưởng, có đánh chắc phần thắng được không hả, Bạch Thụ 6? Nếu như không thể tiếp tục hợp tác cùng nhau thì tôi có thể cố hết sức thử xem. Bên trong vùng đất tụ hợp Khâm Nguyên, dù Khâm Nguyên lý vào 90 thủ lĩnh của vũ quái vật cấp độ tai họa hắc tộc. Khâm Nguyên lý vào 80 sinh vật cấp độ nguy hiểm. Bạch tộc Khâm Nguyên lý vào 70 toán lực cộng 15. Không ngờ rằng Tham Nguyên là loại sinh vật sống tụ tập lại với nhau. Có chút nguy hiểm rồi. Với tư tính hiện giờ của mình, giải quyết một con thì còn được. Nhưng mà nói với số lượng nhiều thì chỉ có thể chạy là thường sách. Thông báo, ngay đã vào vùng đất riêng tụ tập hội Khâm Nguyên thuộc vùng đất thuộc biên giới bên ngoài. Lực áp chế giảm 4%. Vùng đất riêng tư tụ hợp Khâm Nguyên đã tính toán là áp chế gồm 50% của ngài. Từ lực trước mắt của ngài bị áp chế 23,6%. Thời gian hồi chiều tăng lên 76,4%. Thời gian kéo dài hồi chiều giảm đi 76,4%. Lượng máu dịp 4489, điểm thông thạo 2308. Thông báo với ngài đã đến vùng đất tụ hợp Khâm Nguyên. Vua Khâm Nguyên đã bắt đầu để ý tới ngài. Hơn nữa vừa nãy thì mình đã bắt đầu nghe thấy tiếng oang oang của cách chim bay phịch phịch ở trong động Khâm Nguyên càng ngày càng to hơn rồi. Để xảy ra chuyện gì? Thông báo, ngài đó trong vùng đất tập hợp của Khâm Nguyên cứ 30 giây thì mức độ chú ý của vùng Khâm Nguyên đối với ngài tăng 1. Ngài trong vùng đất cứ 30 giây, chú ý của Khâm Nguyên tăng 1. Chú ý của Khâm Nguyên tăng 1. Là tiếng của vua Khâm Nguyên ư? Là ở hướng này. Bà tù 6, nhìn quá, tốc độ nhanh nhẹn của hắn ít nhất cũng phải gấp 2 lần của mình. Nhưng mà dù cao hơn nữa thì cũng không thể nào cao bằng thuộc tính của ta sau khi được cường hóa đâu. Thuộc tính chú phúc của ngài đã tạo cường hóa lên 500 điểm. Gân cốt dịch chuyển. Thông báo, ngài dự ảnh hưởng của kỹ năng dịch chuyển, số hiệu thu hoạch Khâm Nguyên 345 tư đối tượng. Bạch Thụ 6 chuyển sang cho ngài. Thu hoạch của Khâm Nguyên tăng lên 398. Thu hoạch của Khâm Nguyên tăng lên 428 tư đối tượng. Bạch Thụ 6 chuyển sang ngài. Đây là lấy cấp dịch chuyển trên người một tiểu sang một phần trạng thái để tăng cường cho bản thân. Thông báo, từ từ chúc phúc của ngài đã bị thu sao đinh cấp. Cảm giác toàn bộ thuộc tính cường hóa quả nhiên là quá phê rồi. Có điều dù có phê đến đâu thì cũng không phê bằng việc có thể trực tiếp trừ khử dịp. Không có sự gia tăng của cấu trúc không hạn chế của vùng đất điện tử. Vùng đất này còn tụ hợp 1,5% Khâm Nguyên. Tôi không tin ngươi còn có thể sống sót. Lượng máu dịp 4489, tức lực 1888.
Chờ anh thấy đông được thiết lập lại. Chúc phúc toàn tôi tính tầng 500. Phải màu trống quay về số 1. Nhưng mà trước tiên phải về quyền hắn. Thông báo đông đợt trạng thái đã kết thúc. Trạng thái di chuyển. Cái gì? Đã được trạng thái chỉ định suy yếu chuyên dịch. Thông báo. Ngay vì sự trịnh ảnh hưởng suy yếu từ kỹ năng của Bạch Thụ 6. Tốc độ giảm 50%, công kích giảm 50%, phòng thủ 50%, thời gian kéo dài 2,5 giây. Ngài dự công kích từ Thầm Nguyên, giam cầm của ngài đã giải trừ. Trạng thái đông đợt kết thúc, ngài dự công kích của Thầm Nguyên, lượng máu giảm 30. Ngài dự công kích của Thầm Nguyên, lượng máu giảm 49. Muốn giết từ, chết đi. Thời gian chúc phúc còn lại 5 giây. Nếu như mà tính toán gọn sai thì chúc phúc án lý từ mình sẽ kết thúc sớm hơn mình 2 giây. Giam cầm. Còn nữa, hắn rốt cuộc là có thể tấn công đến mấy lần vậy? Con lớp quy định 3 người bị thương. Chờ chết gì? Khởi động chiến xạ quang hoàng. Khóa chờ mục tiêu. Thông báo chú Phúc một cơ hóa đã kết thúc. Thông báo chú Phúc còn là 2 giây. Nguyên chầu thành lý thức lực. Trừ đi 303.000 điểm. Thức lực của mục tiêu. Thông báo thức lực của ngài đã bị trừ đi 3.000 điểm. Thức lực của ngài đã tăng lên không đóng phóng xạ quang hoàng. Thông báo ngài đã giết chết được người chơi ba tụ sáu. Tận mật hàng trang bị. Mến xạ.